Lý Dịch Phong livestream hậu bê bối chấn động, chuyện gì đây? Là một trong tứ đại đỉnh lưu được nhiều người mến mộ, được giới truyền thông săn đón, Lý Dịch Phong đã trượt dài số phận vì ồn ào mua sắc chấn động. Cũng từ đây, anh chàng dường như đã bay màu khỏi làng giải trí xứ Trung. Bẵng đi một thời gian, mới đây cộng đồng mạng xứ Trung đã không khỏi xôn xao khi thấy Lý Dịch Phong bất ngờ livestream trên nền tảng Douyin. Tuy nhiên chỉ sau vài phút, tài khoản livestream đã không thể tiếp tục vì bị cư dân mạng báo cáo lên nền tảng. Thế rồi nhiều người nhận ra Lý Dịch Phong không hề livestream, mà đây chỉ là một đoạn clip cũ của anh. Có vẻ như là một anti-fan của Lý Dịch Phong đã đăng tải clip cũ dưới dạng livestream để thu hút sự chú ý. Cụ thể clip này là vào năm 2020 khi Lý Dịch Phong livestream ăn mừng sinh nhật với fan. Lý Dịch Phong từng cùng với Lộc Hàm, Dương Dương và Ngô Diệt Phàm mở ra thời kỳ lưu lượng của Cbiz. Anh chàng đã trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời khi Cổ Kiếm Kỳ Đàm do anh đóng chính đạt được thành công lớn. Sau đó, nam diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Hoạt Sắc Sinh Hương, Đạo Mộ Bút Ký, Ma Tước, Thanh Vân Chí, Kính Song Thành. Thời điểm 2016-2017, lưu lượng của Lý Dịch Phong thậm chí còn thuộc hàng top Cbiz trước scandal mua sắc chấn động. Lý Dịch Phong đã nhiều năm hoạt động trong showbiz nhưng không có quá nhiều ồn ào tai tiếng. Anh đóng phim với nhiều ngôi sao hạng A như Dương Mịch, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh và được các bạn diễn rất quý mến. Điều rằng anh chàng có còn cơ hội trở lại showbiz, câu hỏi này có lẽ chỉ chờ thời gian trả lời.